Tưởng không học là Có nhưng mà học nhưng chứ, mà vẫn học ok. Cô kiểm tra bài, cô kiểm tra từ mới một chút chứ. Gọi discount có nghĩa là gì? nó bị lấy ra. Ôi, ừ, mày con lỡ tiện tay viết vào một từ lấy sang rồi. Con không tìm được tung tích của đấy. Ừ, chứ con biết tạm mấy cái từ mà con không biết vào một từ ý. Ý A4 con biết nói thế nào ý. Ok rồi, thế con sẽ ghi lại từ vựng luôn. Thế nào? Rồi, Tập để nói mình xem lại. Discount. Discount. Ôi mấy cô nhỏ. Là sự giảm Là giá, chưa? làm đá. Con ơi, từ từ, cô bảo con là học từ mới thì học trước sau đó viết sau mà. Card Identity card. là chứng minh nhân dân hoặc là căn cước công dân. Tiếp theo patient Patient là bệnh. là Tiếp theo inquiry. 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 Điều tra thẩm vấn, một loạt câu hỏi. Ôi, cô ngồi trong quạt nên là âm thanh nó ổn quá, con không nghe thấy. Yeah. Cô ngồi cách xa các bạn hàng km ấy. Nghe nghe thấy chưa? Cô có một cái quạt đâu? Có một cái âm thanh gì đấy nổi lên mỗi khi cô nói. Thế á? Lạ nhỉ? Cô dậy từ 7 giờ đến giờ không 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 ai bị sao cả. Con xem lại loa của con đi. Ok, tiếp theo inquiry, nhắc lại thì nó là quá trình thẩm vấn điều tra, được chưa? Một loạt các câu hỏi, được chưa nào? Rồi con ghi các từ, con ghi các từ vào vở đi con. Sao con? Inquiry Câu trả, coi nhầm, sorry, cuộc cuộc điều tra thẩm vấn, câu một loạt câu hỏi. Ok, được rồi, tiếp nha. Chưa còn làm xong bài này rồi. À, tiếp theo, đọc từ cho cô, businessman. 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 Đây là nhà kinh doanh. Tiếp theo, contract. Contract. Contract, hợp đồng. Contract.
hợp Hợp đồng, tiếp theo discuss discuss something, something. đây là thảo luận về một cái điều gì đó. Tiếp theo setting, Rồi. setting Setting. là bối Setting. cảnh, bối cảnh. Để Bối cảnh. nào con ghi cái từ vào vở đi. Ok, đọc lại nhá. Businessman. Contract. Contract. Discuss something. Discuss Setting. something. Ok, tiếp nha. Tiếp theo. Reasonable. Reasonable. Đây là phù hợp. Tiếp theo, self-service. Self service. Là tự phục vụ, được chưa? Tiếp theo, vegetarian. Vegetarian Đây là người ăn chay. là nguyên chay. Ok, con ghi các từ mới vào đi. Ok, tiếp theo nha. Tạo đọc đáp án bài này cho cô. Vâng, khoan để mở lại cái bài em chưa này cô. Đọc đáp án cho cô. D ạ. 7H, 8E, 9F với cả 10B. Nào, check đáp án nào. 6E 7H, 6D 7H, 8E 9F 10B, có làm đúng không? 6E của con là 6 6D 7H 8E 9F 10H 10B. Nào, để cô check lại đáp án của bà nhé. Con là 6D 7H 8 là gì đấy? 9F và 10 là B, chính xác. Nào, tiếp theo. Đọc cho cô đất từ collect. Right. Đây là Đây là siêu tập. nói lại không? Collect Collect. là thu thập hoặc là sưu tập, được chưa? Tiếp theo, collection. Đọc đi con. Collection. Bán. Collector. Collection Collection. là bộ sưu tập. Tiếp theo, collector Collector. là người sưu tập. Tiếp theo, exchange something with somebody Exchange something with somebody. là trao đổi cái gì với ai, trao đổi cái gì với ai. Tiếp theo, receipt Receipt. đây là gọi là gì nhỉ? Nghĩa là hóa đơn. Được chưa? Có ghi có từ con chưa biết bao giờ.
Exchange something with somebody nghĩa gì? Exchange là trao đổi cái gì với ai? À, bảo. Rồi. Xong chưa con? Tiếp theo này. Nào, cùng check đáp án nha. 11B 12B đúng 13, A đúng 14, B đúng 15, A 16A 17, A 18, B, A và B. Ok, đúng hết rồi. Nào, tiếp theo các từ mới này. Private. Bạn ơi đang làm gì đấy? Private. Riêng tư, được chưa nào? Public, công cộng. Tiếp theo pollution, Pollution. sự ô nhiễm. Tiếp theo grant, Grant. tiền trợ cấp. Tiếp theo admire, Admire. đây là ngưỡng mộ. Con ghi có từ con chưa biết mà vợ. Xong chưa? Nhớ viết đấy nhá, không biết làm sao cô kiểm tra đấy nhá. Vâng. Nào, trước làm xong rồi, hai bài từ nào tiếp theo? 25 con cho đáp án gì? Hai lăm. 25 con chọn B. Đúng rồi. Đây là làm rồi. Ok. Nào, thời gian còn lại thì mình sẽ sang bài viết nhá, được chưa? Mình sang bài viết. Cái gì cơ, con nghe cái gì Thời gian còn lại mình ta có sợ lắm. thời gian còn lại mình sẽ sang viết bài viết. Sang bài viết. Bài đầu tiên này, viết từ đồng nghĩa. Có hiểu bài này không? Ok, con làm cho cô 5 câu nhé. Làm đi con.
Làm xong chưa? Xong chưa ạ? Vâng, chưa thuộc động từ bất quy tắc đúng Vâng. không? Động từ bất quy tắc hả? Học gì thì học, nhưng mà những cái cơ bản thì mình phải biết đầu tiên nhá. Động từ bất quy tắc là một trong những cái cơ bản đấy nhá. Và cô đang thấy là con không thuộc động từ bất quy tắc. Câu số 1 này, there weren't many seats. Có thể có từ left hoặc không, không còn lại nhiều ghế ở trong rạp. A better seat. À, đầu tiên câu này chưa kể là con sai, nhưng mà cái từ easy để có biết sai. Easy nó là chữ S không phải chữ Z. Easy là chữ S chứ không phải là chữ Z. Tiếp theo này, câu số 3 này. Jane couldn't see the screen very well. Jane không thể nhìn thấy cái màn hình tốt. Thế vậy là phải là Jane cảm thấy rất là khó khăn khi nhìn vào màn hình chứ. Jane found it difficult hoặc là hard đều có nghĩa là khó trong việc nhìn thấy màn hình, to see the screen. Tiếp theo câu số 4 này. David said I have a watch. Ở đây nó cho từ seen thì cứ thêm, chỉ cứ viết seen vào con việc đổi gì, việc gì phải đổi thành chữ watch. Và câu số 5. They spend 2 hours watching the film. Họ dành ra 2 tiếng để xem phim. Thì nghĩa là bộ phim này nó kéo dài 2 tiếng mà kéo dài cô dạy con rồi. Nó chính là từ last. Lasted. Bạn ơi. Vâng. Kéo dài đó là lasted nha. Chúng họ dành ra 2 Lasted nghĩa là last, nó là kéo dài. Cô dạy một lần vâng. rồi, còn một câu y hệt, được chưa? Được chưa? Họ dành ra 2 tiếng để xem phim, có nghĩa là bộ phim này nó kéo dài 2 tiếng thôi, được chưa? Tiếp theo kể cả có viết từ so gì đây, SHAWN là từ gì đây? Động từ bất quy tắc của từ gì đây? Sâu Nó phải là chữ O chứ giờ là chữ A. Hôm nay sau hôm nay về học vâng. từ bất quy tắc cho cô nhá. Tiếp theo này. Vâng. À, bắt chữ. Ok. You have recently moved to a town and have bought this postcard of the town to send to your pen friend. Bạn vừa mới di chuyển tới một cái thị trấn và mua cái bưu tiếp này của cái thị trấn để gửi cho người bạn tâm thư của bạn. Hãy viết một cái tấm bưu tiếp bên trong đó gửi cho người bạn của con, bên trong đó bao gồm là explain why you have moved. Giải thích lý do tại sao con lại phải chuyển chỗ ở. Tell your friends what facilities the town has. Có nghĩa là nói cho người bạn của con biết là những cái cơ sở vật chất nào mà cái thị trấn mà nơi con chuyển đến có, được chưa? Hay nói cách khác, cái thị trấn nơi con ở có những cái cơ sở vật chất nào, được chưa? Và cái cuối cùng đó chính là say what you did like, dislike about living there. Hay nói về cái điều mà con không thích khi ở đó. Con có hiểu không? Ok, nào viết cho cô nha. Thời gian viết của con là 9 phút. Bắt đầu. Con xem một ví dụ chưa đi, con viết thì trời. Tốt. Không viết bài ví dụ trước, không xem ví dụ trước. Viết xong rồi mới xem thì cứ xem là con có tiến bộ trong cái việc sửa lỗi không nhá. Được chưa? Nào, 10 phút bắt đầu, cô cho con 10 phút. Cứ tự tin lên mà viết thôi. Con viết đâu có yếu đâu. Hãy
Lắm. Chưa con? Đó. Cô tưởng con bảo con xong rồi. Nó xong rồi. Khoảng còn 5
Hàn dặm. Nói chưa ạ? Được. Nào, thoát ra và lại giúp cô và gửi lại bài đấy cho cô nhé. Thoát ra vào lại và gửi lại bài đấy cho